Ok, hay chào mọi người, chào mọi người đến kênh YouTube của mình là mình đây. Thì hôm nay muốn chia sẻ với mọi người cái cách làm thế nào để chúng ta có thể update được tựa game Mobile giả lập chơi trên game lớp á, trên PC nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có, theo mình biết là sẽ có 3 cách. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu mọi người từng cách á. Thì cách đầu tiên mọi người sẽ vô cái trang này pubgm.zing.vn. Đó, thì vô đây. Nó sẽ ra một cái trang như thế này. Thì mọi người sẽ vào đây, bấm vào cái nút của chữ tải APK, bấm vào đây thì nó sẽ hiện ra một cái nãy mình tải rồi. Bây giờ nó đây nè. Thì cái mọi người thấy là cái phiên bản là 2.7.0 thấy không? Và cái phiên bản mình chuẩn bị update cũng đây, ở đây cũng là 2.7.0. Nhớ chắc cái này nha. Nếu hai cái này nó khớp nhau thì chúng ta tải về chúng ta update thôi. Rồi, thì khi mà tải file này về xong á, cho mọi người nắm cái file này, mọi người kéo vô đây nè. Nắm cái file này hoặc là chúng ta chuột phải. Hình như bây giờ nó hết cho kéo rồi, kéo vô nó hết cho nhận rồi. Nhiều mọi người bấm chuột phải vô và chọn là open là nó sẽ tự động nó update, nó cập nhật lên, chúng ta chỉ đợi thôi. Bấm net 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 ok là xong. Và cách thứ hai là mọi người sẽ bấm vô đây vào PUBG Mobile Việt Nam, rồi chúng ta sẽ update trực tiếp bằng cái việc là bấm vào cái phím update này. Nhưng mà hai cái cách này á nó tiện thiệt, hai cách này đồng ý là nó sẽ tiện thiệt, nhưng mà nó sẽ có những cái gọi là rủi ro khi mà chúng ta update. Có máy sẽ bị, có máy sẽ không bị nha. Mình thì thường sẽ không bị, nhưng mà một số anh em á là khi update bằng một trong hai cách này là nó sẽ bị liệt phím nè, liệt chuột nè, rồi không không ngắm được, không chọi lựu đạn được, nói chung là không bò không trường, không nhảy tùm lum hết, ta lả hết ha. Cho nên mình vẫn khuyên em là xài cái cách cuối cùng, cách cuối cùng mà mình vẫn hay sử dụng, đó là cái cách mới đây mình chia sẻ trên kênh YouTube của mình. Anh em đợi một xíu nha. Đây, kênh YouTube của mình đây. Trong cái video mà xóa tải cài đặt Kỳ những cái PUBG bệnh. Mobile giả lập á, thì mình sẽ chỉ anh em là mình gỡ hẳn cái game ra luôn. Mình gỡ hẳn cái game ra, mình vô control panel á, mình gỡ hẳn cái game nó ra, rồi mình xóa dữ liệu hết, restart máy lại và cài lại từ đầu. Thì cái việc này nó sẽ giúp cho cái dữ liệu của người dùng á, nó reset lại từ đầu. Tại sao mình phải làm việc này? Tại sao những cái game khác như game tên Steam hoặc những game khác chúng ta thể update thoải mái, nhưng mà game PUBG Mobile giả lập chúng ta phải làm thêm cái thao tác là phải xóa game rồi phải tải game rồi setting lại từ đầu, nó cực dữ vậy. Thì như mình giải thích rất nhiều và hôm nay mình sẽ giải thích lại một lần nữa cho mọi người biết là PUBG Mobile giả lập nó không giống bất kỳ tựa game nào so với tựa game mà chúng ta biết. Ví dụ là PUBG Mobile giả lập nó là một cái tựa game mà chơi trên một cái phần mềm được gọi là game lúp. Thì cái phần mềm này có chức năng là biến cái máy tính chúng ta để cho nó hiểu là, để nó biến cái máy tính chúng ta, để máy tính chúng ta hiểu nó là một cái điện thoại, rồi sau đó chúng ta sẽ chơi game trên đây. Nó mới gọi là giả lập, có nghĩa là chúng ta không có chơi trên một cái điện thoại thật mà chúng ta chơi là một cái phần mềm để nó biến máy tính chúng ta thành một cái điện thoại. À, cho nên là nó sẽ có nhiều cái rất là bất cập, mà một là nó phần mềm, dữ liệu, user data đủ thứ chuyện hết. Cho nên khi mà có bản cập nhật mới, mọi người cứ gỡ hẳn game ra, cài lại, setting lại rồi chơi là đảm bảo gần như là 99 98 99% là gần như không bị giật, không bị lắc. Nếu mà đủ cấu hình nha thì không bị lỗi này lỗi kia ha, đảm bảo luôn. Còn một cái nữa, còn một cái cuối cùng gọi là cái gọi là tuyệt chiêu cuối luôn á. Nếu mà mọi người làm theo cái tất cả những cách mình chỉ rồi mà không được thì chỉ còn một cách là cài lại Windows. Cài Windows, tại sao phải cài lại Windows? Tại vì á máy tính mỗi người là khác nhau. Máy tính của mình là khác, máy tính của các bạn cũng khác, thì máy tính của bạn sẽ có những phần mềm ABC XYZ, mình thì cũng ABC XYZ. Thì mình không biết là khi mà chúng ta không biết á, khi mà cài game vào á, thì cái phần mềm nào nó sẽ xung đột với game lúp. Cho nên cái cách tốt nhất để mà chúng ta, nếu mà chúng ta muốn chơi game lúp nha, chúng ta muốn chơi PUBG Mobile giả lập chơi game lúp á, thì mọi người phải cài Windows lại. Khi mà bản Windows trắng á, Windows trắng thì ở đây mình cũng hướng dẫn mọi người cài luôn. Đây, trong cái kênh mình có hướng dẫn cài luôn. Đợi một xíu là mình có một cái video dài khoảng 15 phút mình chia sẻ mọi người cách cài Windows luôn. Đây. Mình làm một video là một năm trước là rất cụ thể, rất chi tiết. Windows 10 ha, bằng USB, mọi người chỉ cần chuẩn bị một cái USB 8GB là chúng ta thể cài Windows 10 được rồi. Và khi chúng ta cài cái Windows bản mới nhất vào, rồi sau đó chúng ta cài game liền. Đảm bảo với mọi người, nếu mọi người cấu hình đáp ứng đủ nha, đảm bảo mọi người khi mà cài Windows 10 xong, trắng xong, cài game lên là không bao giờ bị lỗi, không bao giờ bị lật lắc, setting đúng theo cái những cái cấu hình là ok, chơi mượt mà con gà luôn. Rồi sau đó mọi người sẽ cài những phần mềm tiếp theo ha. Thì nó sẽ gọi là cắt giảm, là loại bỏ hoàn toàn những cái xung đột khi mà chúng ta cài những phần mềm khác trên game lớp ha. Rồi thì đó là những cái cách mà mình chia sẻ cho mọi người update nè. Rồi cái cách mà loại bỏ những cái lỗi bằng cách là cài win lại nè, cài game lại ha. Thì hy vọng là video này có thể giúp mọi người là có thể trải nghiệm thử game PUBG Mobile này mượt mà hơn. Rồi. Nếu mọi người thấy video này hay và hữu ích, đừng quên để lại một like, một share cũng như subscribe channel chúng mình nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.